Sau hàng nhà đầu điện xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng một chiếc máy rửa bát Panasonic NPTR6. Còn khá là đẹp các bác nhé. Em để số 3 này. Con máy về mọi thứ hình thức TR6. Các bạn điều khiển còn rất là đẹp. Kính cửa trong. Phần lưng con này cũng rất là đẹp các bác nhé. Lưng không có xước sát gì nhiều. Phần lưng bên này cũng đẹp này. TR6 đời 2013, thông số rõ ràng. Về phần trong máy thì răng chỉ đây đẹp, mọi thứ có răng này hơi bị mốc một chút, phần đây mốc một tí thôi nhé, không đáng kể. Nó chỉ là ngả màu thôi, còn chất lượng không có gì thay đổi các bác nhé. Đây, ngả màu một chút, giá rất sạch sẽ, đẹp đẽ. Đây, nội thất sạch, đẹp. Tai cửa thì đẹp, mọi thứ ok, ngon lành. Một con TR6, rất là đẹp. Ở đây là các bác xếp được 12 cái bát con này, mỗi cái ngạnh là một cái, 6 cái cốc, 3-4 cái bát ô tô, khoảng 6-8 cái đĩa, thìa đũa đầy đủ, dòng bánh 3 tay full, chung là xếp cho máy khoảng 6 đến 8 người ăn, ok ngon lành. Hàng đợt này cũng rất là khan hiếm, con máy này khá đẹp, ngoại trừ cái răng này nó hơi màu một chút thôi, nó là hơi màu vàng do là mỡ nó bám vào các bác nhé, nó ngả màu, chứ còn chất lượng thì không có gì thay đổi nhá. Đấy, khá là đẹp mọi thứ. Em bán con này chốt 6 triệu 2 nhé. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đồ mà. Giá 6 triệu 2, ship hàng toàn quốc. Đây. Nhưng mà không bao ship thôi nha. Các bác mua thì các bác lưu ý là máy Nhật nó chạy điện 100V, chứ các bác là phải có cái đổi nguồn cho nó. Đổi nguồn em bán của Liwa là 450. Một con máy em đánh giá là cái chất máy còn rất là mới đẹp. Đây. Chất máy rất tốt, đang chạy phun nước ở mầm luôn này. Đấy. Kiểu hoàn toàn nước nóng luôn, 80 độ C. À, xin chào các bạn.